Xin chào các bạn, đây là video hướng dẫn chi tiết về phương pháp tập luyện để chúng ta luyện kỹ năng nghe của chúng ta. Thì video này đi kèm với lại một cái livestream mà tôi đã hướng dẫn, tôi đã có trên cái Facebook cá nhân của mình. Trong cái livestream đó tôi đã nói về cái lý do tại sao mà chúng ta không nghe được tiếng Anh và chia sẻ các bạn những cái phương pháp để chúng ta khắc phục. Còn trong cái video này thì chúng ta sẽ nói về những cái bài tập cụ thể, những cái chương trình, những cái tài liệu cụ thể mà chúng ta có thể dùng luyện tập để có thể nâng cao được kỹ năng nghe của chúng ta. Tôi xin nói lại một tí xíu về, nếu các bạn chưa xem cái livestream đó thì tôi sẽ để cái đường link ở ngay bên dưới video này cho các bạn xem lại cái livestream của tôi trên Facebook cá nhân. Tôi sẽ nhắc lại một tí xíu những nội dung mà tôi chia sẻ trong cái livestream. Thứ nhất á, là ba lý do chúng ta không nghe được người nước ngoài. Lý do thứ nhất là do vocabularies, cái lượng từ vựng của chúng ta chưa đủ ha. Thứ hai là do pronunciation, có nghĩa là cái phát âm của chúng ta chưa tốt, chúng ta chưa được học phát âm chưa tốt. Lý do thứ ba mà chúng ta không nghe được người nước ngoài là do cái tốc độ nói của người nước ngoài quá nhanh. Và trong cái livestream thì tôi cũng đã chia sẻ được những cái cách các bạn có thể áp dụng để khắc phục. Thì trong video này thì tôi chỉ nhắc lại sơ qua thôi. Chúng ta đã tìm hiểu hai loại từ vựng, active vocabulary và passive vocabulary. Thì tôi xin qua nói qua một tí xíu. Active vocabulary có nghĩa là những cái từ vựng mà bạn có thể nghe được nó với mọi hình thức, có nghĩa là khi người khác sử dụng những từ này, bạn có thể nghe được nó, cho dù họ nói nhanh, nói chậm, nói sao nữa, bạn cũng vẫn có thể nghe. Bạn có thể sử dụng được nó để nói khi bạn giao tiếp với người nước ngoài. Bạn có thể sử dụng nó để viết, bạn có thể sử dụng nó để đọc. Có nghĩa là nghe, nói, đọc, viết thì bạn đều có thể sử dụng những cái từ vựng này. Thì được gọi là active vocabulary. Một loại từ vựng thứ hai được gọi là passive vocabulary. Đây là loại từ vựng mà bạn nghe người khác nói thì bạn hiểu, bạn đọc sách, bạn thấy nó thì bạn hiểu, nhưng bạn không thể nào tự nói nó được, có nghĩa là không thể nào dùng nó khi bạn giao tiếp và không thể nào viết nó được. Ok, thì đây là loại từ vựng thứ hai, passive vocabulary. Khi phân theo level tiếng Anh á, level tiếng Anh thì cái mức độ tiếng Anh thì người ta sẽ sử dụng cái active vocabulary này để phân. Nếu bạn có từ 250 từ cho đến 500 từ thì bạn ở trình độ basic. Nếu bạn từ 1000 cho đến 3000 từ thì bạn ở đang ở trình độ conversational ha, conversational. Conversational có nghĩa là giao tiếp cơ bản các bạn ha. Nếu bạn có từ 3000 đến 10000 thì bạn đang ở trình độ advanced. Nếu bạn có từ trên 10000 thì bạn đang trình độ fluent ha, fluent có nghĩa là trình độ gần như người bản ngữ rồi. Ok, thì tôi đã nói chi tiết rất là nhiều trong cái livestream, các bạn có thể xem lại livestream ở cái đường link bên dưới. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào nói về cái giải pháp cho người mới bắt đầu học tiếng Anh ha. Chúng ta sẽ nói về ba giải pháp cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Và sau đó thì tôi sẽ chia sẻ tài liệu cho các bạn và chia sẻ cách học cho các bạn ngay sau đây. Giải pháp thứ nhất thì bạn phải thay đổi những cơ quan để bạn khi bạn học tiếng Anh, thay đổi cái việc sử dụng những cơ quan của mình khi bạn học tiếng Anh. Thì từng bước cụ thể như thế này. Khi mà bạn học một từ mới á, thì bước đầu tiên bạn phải dùng tai của mình để nghe từ mới đó, nghe thật kỹ từ mới đó và nghe thật nhiều lần từ mới đó. Và bước thứ hai, bạn phải dùng miệng để lặp lại từ mới đó, có nghĩa là bạn lặp lại đúng nhất có thể. Thì cái việc nếu mà bạn đã từng học phát âm, bạn đã có học phát âm rồi, thì cái việc mà bạn lặp lại nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một tí xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn tài liệu và phương pháp để các bạn học phát âm như thế nào. Cái bước thứ ba là các bạn phải dùng cái trí tưởng tượng của mình, imagination các bạn ha, trí tưởng tượng của mình. Để làm gì ạ? Để tưởng tượng được cái hình ảnh mà nó thể hiện cái nghĩa của cái từ mà bạn vừa mới học. Rồi bước cuối cùng, bước thứ tư thì chúng ta sẽ dùng cái hand ha, cái tay của chúng ta để làm gì ạ? Để ghi chép lại cái từ vựng đó. Ok, đây là bốn bước mà tôi khuyên các bạn, đề nghị các bạn hãy tuân thủ để học khi mà các bạn học một từ mới ha, thay đổi cái cơ quan các bạn sử dụng. Rồi, việc thứ hai mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh nên áp dụng, đó là bạn sử dụng những tài liệu học, là những cái cuộc hội thoại thực tế của người nước ngoài. Lý do tại sao chúng ta nên sử dụng những tài liệu học là những cuộc hội thoại thực tế của người nước ngoài, lý do thứ nhất là
Những cái cuộc hội thoại này á thì chúng ta nó thường thường sử dụng rất nhiều những cái từ ngữ thông dụng mà người nước ngoài sử dụng hàng ngày, những từ ngữ thông dụng. Thì đó được có thể gọi là những cái slang hay idioms, những từ ngữ rất thông dụng mà họ sử dụng được hàng ngày. Thì khi bạn sử dụng những tài liệu này, bạn sẽ học được rất nhiều những từ vựng thông dụng này. Ok, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là tốc độ nói của họ ở tốc độ bình thường. Bình thường nó không phải là những cái khi bạn học trong những cái chương trình học của mình đó, thì cái tốc độ nói của người bản ngữ không phải là tốc độ bình thường. Và cái từ ngữ mà họ sử dụng đó, nó có thể là những từ vựng hoa mỹ hay là một cái từ vựng nó chuyên môn quá, thì nó không phù hợp để làm tài liệu khi bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp ban đầu ha. Ok, tốc độ nói nó bình thường, tốc độ nói bình thường, không nhanh và cũng không chậm, tốc độ nó bình thường. Rồi cái lý do thứ ba tại sao chúng ta nên chọn những tài liệu là những cái cuộc hội thoại thực tế này, đó là do họ phát âm một cách thực tế ha, có nghĩa là họ nói từ liên âm ngữ điệu thực tế, nó không có máy móc hay là nó không có cường điệu quá đi, thì nó rất là dễ dàng cho bạn. Khi bạn đã quen thuộc với những cuộc hội thoại này thì khi bạn giao tiếp với người nước ngoài sẽ dễ dàng cho bạn để bạn hiểu được người nước ngoài. Việc thứ ba mà những bạn mới bắt đầu nên học á, nên nên áp dụng đó, có nghĩa là các bạn nên thường xuyên tiếp xúc với tiếng Anh ha, thường xuyên tiếp xúc tiếng Anh. Thì các bạn nhìn thấy ở đây rồi, có hai loại từ vựng active vocabulary and passive vocabulary. Tôi xin nói lại một tí xíu. Active vocabulary nó giống như là bạn thân của bạn đó, những người bạn rất thân, những người bạn mà bạn có thể nhớ tên, nhớ chỗ ở, nhớ rất nhiều những thông tin, 10 năm gặp lại vẫn còn nhớ. Còn passive vocabulary đó, giống như những người bạn bình thường vậy đó. Thì ví dụ chúng ta nếu mà chúng ta muốn biến một bạn bình thường trở thành bạn thân thì như thế nào ạ? À? Có nghĩa là chỉ có cách là tiếp xúc thường xuyên thôi. Chúng ta tiếp xúc thường xuyên, chúng ta gặp gỡ, chúng ta trao đổi thường xuyên thì chúng ta trở thành thân. Thì tiếng Anh cũng vậy, nếu bạn muốn biến passive vocabulary thành active vocabulary để có thể sử dụng được nó thì bạn phải tiếp xúc thường xuyên với tiếng Anh, tiếp xúc thường xuyên với tiếng Anh. Thì những kênh mà bạn có thể tiếp xúc thường xuyên, những kênh mà bạn có thể tiếp xúc với tiếng Anh, ví dụ như phim ảnh, những bộ phim phù hợp với lại cái level của các bạn nha, nhớ là phù hợp với cái level. Tất cả những tài liệu bạn sử dụng để học cũng nên phù hợp với cái level. Một tí xíu nữa thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái kênh YouTube nào, những cái kênh YouTube nào mà bạn có thể xem phù hợp với level của các bạn. Rồi tiếp theo, cái tài liệu tiếp theo bạn nên sử dụng để tiếp xúc thường xuyên với tiếng Anh, đó là truyện thiếu nhi ha, truyện thiếu nhi. Những cái truyện mà phù hợp cho những lứa tuổi thiếu nhi thì bạn nên đọc. Cho dù bạn nên chọn những cái truyện nào á, cái lượng từ vựng của nó mà bạn có thể hiểu được từ 80 cho đến 95%, 80 cho đến 95% cái nội dung bạn có thể hiểu được, thì bạn chọn những tài liệu đó để đọc. Thì có nhiều, nếu mà bạn thắc mắc tại sao chúng ta, nếu mà chúng ta học, chúng ta đọc những cái tài liệu như vậy á thì chúng ta không có học được nhiều từ mới. Tất nhiên là chúng ta, mục đích của chúng ta không phải là học thêm từ mới, mục đích của chúng ta là biến những cái passive vocabulary thành active vocabulary các bạn ha. Ok, passive vocabulary này có nghĩa là những từ bạn đã biết rồi nhưng mà bạn chưa master được nó. Thì khi bạn đọc những câu chuyện này á, với những cái ngữ cảnh khác nhau, với những cái hình ảnh khác nhau, nó sẽ giúp bạn biến những cái passive vocabulary này thành active vocabulary. Đó là cái mục đích của chúng ta khi chúng ta đọc những cái câu chuyện rất dễ cho chúng ta, và thậm chí 100% chúng ta hiểu 100% thì chúng ta cũng nên đọc nữa. Chúng ta phải nên đọc. Chúng ta không nên đọc những câu chuyện quá nhiều từ vựng ha, quá nhiều từ vựng, rồi học thêm từ vựng thì nó vào những cái core passive vocabulary của chúng ta thì nó cũng không có tác dụng gì hết. Hãy đọc những câu chuyện dễ để biến những cái passive vocabulary thành active vocabulary. Rồi cái nguồn tài liệu thứ ba thì bạn xem TV show các bạn ha, TV show phù hợp với lại lứa tuổi. Thì đấy là những chương trình TV show mà người nước ngoài, người Mỹ, người Anh họ xem. Phù hợp với từng lứa tuổi, bạn nên bắt đầu với những cái lứa tuổi mẫu giáo, những lứa tuổi mẫu giáo ha. Gọi là rồi sau đó chúng ta nâng cấp dần lên, chúng ta xem cái lứa tuổi lớn hơn, 5 7 tuổi rồi 9 tuổi, rồi những chương trình TV show cho lứa tuổi teen teenager, rồi sau đó là cho cái lứa tuổi người lớn ha, adult. Rồi sau đó thì cái chương trình TV show này chúng ta cũng phải xem nó phù hợp với lại cái level của mình. Ok, đó là cái nội dung mà tôi muốn tổng kết lại cho các bạn. Sau đây chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề pronunciation. Chúng ta học pronunciation như thế nào?
Ok, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số tài liệu và phương pháp học pronunciation các bạn ha. Rồi, đối với pronunciation thì một lời khuyên của tôi dành cho các bạn đó là khi bạn tham gia bất kỳ một lớp học pronunciation nào, pronunciation là cái mà bạn cần phải học đầu tiên cái đầu tiên, cái quan trọng nhất mà bạn cần phải học khi bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Thì khi mà bạn chọn bất kỳ một lớp để học pronunciation nào á, thì cái lớp đó, cái người giáo viên phải là cái người giúp bạn sửa phát âm, các bạn lưu ý ha. Cái người giáo viên phải là người giúp bạn sửa phát âm ha, sửa pronunciation. Không phải dạy bạn pronunciation mà giúp bạn sửa pronunciation. Ok, giúp bạn sửa từng từng cái âm một, từng cái âm một. Khi bạn nói sai thì giáo viên phải sửa bạn từng từng âm một, từng chữ một. Thì như vậy bạn mới quen với được với phát âm của tiếng Anh ha. À, khi chúng ta học phát âm tiếng Anh thì nếu mà bạn học tiếng Anh Mỹ á, thì sẽ có 39 âm, 39 âm. Còn nếu mà bạn học tiếng Anh Anh sẽ có 44 âm, 44 âm. Thì học cái nào cũng được, học phát âm Mỹ cũng được, học phát âm âm, phát âm của tiếng Anh cũng được, cái nào cũng được. Nhưng mà lưu ý quan trọng là cái khẩu hình miệng. Bạn phải được giáo viên sửa khẩu hình miệng của mình, sửa khẩu hình miệng của mình. Đó là cái quan trọng nhất các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ nói về việc học pronunciation và tài liệu học. Tôi sẽ giới thiệu bạn một số website. Website thứ nhất mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là website BBC, BBC Pronunciation các bạn ha, BBC Pronunciation. Thì khi các bạn, tôi sẽ để cái đường link này ở dưới video cho các bạn yên tâm. Rồi khi bạn bước vào cái trang web này á, thì ở bên trên này sẽ là những video về pronunciation. Nhưng mà các bạn chưa nên coi những video này. Những video này chỉ là những cái mẹo, những cái tips pronunciation thôi, những cái điều lưu ý thôi. Cái cơ bản của pronunciation là các bạn phải kéo xuống dưới đây. Rồi đây là tất cả các âm của tiếng Anh. Đây là 44 âm của tiếng Anh. Xin nói lại, nói thêm nữa, BBC là pronunciation của British ha, của Anh nha, của Anh. Rồi các bạn kéo xuống cuối trang với tôi thì các bạn nhìn thấy được cái bảng tổng kết đây. Các bạn sẽ click vào nó. Đây là các bạn tổng kết lại 44 âm của tiếng Anh, trong đó gồm có 20 nguyên âm và 24 phụ âm. 24 phụ âm đây. Thì nó có các bạn tổng kết ở đây các bạn ha. Thì mỗi âm nó sẽ được chia ra thành mỗi video, các bạn xem các bạn tổng kết ở đây, rồi xem cái cách phát âm, rồi xem ví dụ của nó ở đây. Thì khi các bạn xem và để học á, thì các bạn lưu ý một điều đó là khẩu hình miệng. Các bạn lưu ý khẩu hình miệng các bạn ha. Khẩu hình miệng. Lưu ý cho tôi là khẩu hình miệng. Các bạn phải copy được cái khẩu hình miệng của giáo viên. Các bạn xem hết toàn bộ những cái âm này. Học hết toàn bộ khẩu hình miệng. Nhớ hết toàn bộ khẩu hình miệng. Và sau khi các bạn học xong được hết những cái 44 âm này rồi đó, sau này khi mà các bạn có học thêm một cái từ mới nào đó, thì các bạn hãy lưu ý rằng hãy tự hỏi mình cái âm đó là âm nào ha, cái âm đó là âm nào. Ví dụ như khi các bạn tra từ điển một cái từ nào đó, cái từ điển mà tôi thường xuyên sử dụng đó là từ điển Cambridge. Rồi, khi bạn tra từ điển á, thì bạn sẽ lưu ý vào cái âm của nó. Bạn hãy tự hỏi mình rằng cái chữ này thì nó là âm nào. Okay, ví dụ chứ tôi có cái từ từ pronunciation đi. Ok, pronunciation. Rồi, ví dụ như đây là một cái từ mới mà vừa mới học. Thì khi bạn học từ này á, thì thứ nhất là bạn nghe nó ha, nghe nó. Pronunciation. Rồi, bạn nghe nó được rồi á. Thì sau đó bạn bạn làm gì ạ? Bạn lặp lại ha, pronunciation. Và sau đó gì ạ? Bạn tưởng tượng, bạn sử dụng cái trí tưởng tượng của mình để tưởng tượng ra cái hình ảnh pronunciation thì nó liên kết với cái hình ảnh nào. Rồi đó là bước thứ ba, thứ tư bạn viết nó lại. Rồi sau đó bạn nhìn vào cái này được gọi là IBA ha, ký hiệu IBA. IBA này thì bạn nhìn cái chữ này ha. Thì bạn sẽ quay qua đây, bạn sẽ tìm cái chữ đó, có nghĩa là bạn phải xác định được cái chữ, cái từ mới mà bạn đang học này nó có những cái âm nào,
Ok, đây, đây là những cái âm của nó. Những cái âm mà bạn đã được học ở bên đây rồi. Đó, thì khi mà bạn học một từ mới thì bạn phải biết nó là âm gì. Khi bạn đọc được nó thì bạn phải biết nó là âm gì và cố gắng đặt cái miệng của mình chính xác giống như cái cách mà bạn học cái âm đó. Ok, đó là cách học phát âm các bạn ha. Lưu ý là khẩu hình miệng. Khẩu hình miệng 44 âm, tiếng Anh thì chỉ có 44 âm thôi. Nó rất là đơn giản, nó không giống như tiếng Việt của mình. Nó rất là đơn giản, có 44 âm này thôi. Rồi, đó là việc học phát âm. Sau khi bạn đã học phát âm rồi đó, cái việc học phát âm này nó mất bạn khoảng một tuần để có thể học hết được tất cả những video này. 44 video các bạn ha. 44 video. Các bạn sẽ mất một tuần đến 2 tuần. Nếu bạn học chậm sẽ mất 2 tuần để học hết tất cả những cái âm này. Rồi sau khi bạn học xong rồi đó thì bạn phải thực tập. Còn mà học xong mà không thực tập thì cũng không có tác dụng gì hết. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực tập. Rồi, tôi giới thiệu các bạn một trang thứ hai để các bạn thực tập pronunciation. Trang này giúp các bạn thực tập pronunciation. Rồi trang có tên là rồng chẳng hay là rồng chăng gì đó, cũng không biết đọc như thế nào nữa. Rồi bạn, tôi sẽ gửi cái link này cho các bạn ha. Trang này gọi là trang để thực tập pronunciation ha. Học xong rồi phải thực tập. Ok. Rồi, trong cái trang này á thì bạn lưu ý giúp tôi cái phần start reading for children này ha. Có nghĩa là đó bao gồm những cái đoạn văn để chúng ta đọc ở trình độ trẻ con ha. Rồi, bài đầu tiên. Bài đầu tiên là going to the zoo. Going to the zoo. Ok, ở đây thì nó có một cái đoạn văn rất là nhỏ như thế này. Và ở trên đây nó có một cái audio mà nó sẽ đọc cái đoạn văn này. She goes to the zoo. Rồi, tôi muốn bạn cái việc tôi muốn bạn làm đó là các bạn nghe được một đoạn, nghe được một câu, các bạn dừng lại và sau đó đọc theo nó. Bạn lưu ý những cái chỗ quan trọng mà các bạn thường hay sai. Bây giờ she goes to the zoo ha, rồi she sees a lion, nhớ đọc chữ s này ha, các bạn nghe sau đọc lại. She sees She sees a lion. Rồi, the lion, nghe nghe tiếp. The lion roars. The lion roars. Cái việc làm này thứ nhất á là nó giúp bạn luyện lại cái phát âm của mình. Practice, thực hành lại cái phát âm mà bạn đã học được bên đây, khẩu hình miệng như thế nào và she thì như thế nào. She thì các bạn không đọc là she mà đọc là she, thì các bạn đã học ở bên đây rồi thì qua đây thì các bạn thực hành lại, các bạn nghe người ta đọc sau đó các bạn thực hành lại thì các bạn thực hành những bài tập giống như này khoảng một tháng thì các bạn sẽ cảm thấy cái khả năng phát âm của mình nó thay đổi hoàn toàn, cái khả năng nghe của mình cũng thay đổi hoàn toàn. Lưu ý một điều là khả năng phát âm của bạn thay đổi thì khả năng nghe của bạn cũng thay đổi theo đó. Cái website này thứ hai nữa nó sẽ giúp bạn một việc nữa, nó sẽ giúp bạn nâng cao, sẽ giúp bạn chỉnh lại những từ mà bạn từng phát âm sai ha, chỉnh lại. Ví dụ như cái chữ này lúc trước có thể là bạn biết nó rồi, bạn đọc nó là gorilla hay gì đó, gorilla hay gì đó, gorilla hay gì đó. Nhưng mà bây giờ cái trang này nó sẽ giúp bạn chỉnh lại, nó sẽ giúp bạn biết được cách đọc chính xác của nó là gorilla ha, gorilla chứ không phải là gorilla hay là gorilla ha, nó là gorilla, gorilla turtle ha, ví dụ the turtle is slow thì nó giúp bạn chỉnh cái phát âm mà từ nào giờ, những từ rất đơn giản nhưng từ nào giờ bạn phát âm sai, thì cái việc mà luyện tập này á, cái bài tập này sẽ giúp bạn chỉnh lại cái phát âm của mình từ nào giờ mình sai. Ok, vậy cái trang web này tôi vừa mới chia sẻ các bạn, nó sẽ có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó giúp bạn luyện phát âm, luyện cái miệng của mình ha, luyện của mình. She goes to the zoo. Các bạn cứ đọc chậm thôi, không cần đọc nhanh. Cái nhiệm vụ của bạn đó là uốn cái miệng của mình, uốn cái môi của mình, uốn cái lưỡi của mình, uốn thay đổi cái khẩu hình miệng của mình mà bạn đã được học ở bên đây rồi, bạn được học ở bên đây rồi. Bây giờ qua đây thực hành lại. Đó, từ từ và đọc để làm cho cái miệng của mình nó quen đi, nó làm cho cái miệng của mình, cái cơ xung quanh miệng của mình nó quen đi cái việc phát âm tiếng Anh. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó sẽ giúp các bạn chỉnh lại các bạn những cái từ mà bạn đã phát âm sai từ nào giờ. Cố gắng rèn luyện cái này ít nhất là một tháng nha, duy trì ít nhất là một tháng mỗi ngày một bài thôi các bạn ha. Tôi không yêu cầu các bạn dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh đâu, tại vì chúng ta có rất nhiều việc khác để làm nữa, trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều việc khác để làm chứ không phải là dành toàn bộ thời gian để học tiếng Anh.
Thì tôi muốn các bạn một ngày một bài, một ngày một bài. Ok, một ngày một bài. Rồi, đó là chúng ta đã nói xong về việc học phát âm. Thì chỉ có hai việc này thôi, nó sẽ giúp bạn cải thiện cái khả năng phát âm của mình trong một tháng cho đến hai tháng các bạn ha. Trong một tháng đến hai tháng. Ok, rồi phát âm, xong phát âm rồi. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần làm sao để nâng cao cái lượng từ mới và nâng cao cái hiểu được cái tốc độ khi mà người nước ngoài nói nhanh. Thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một cái website. Website thứ hai là được gọi là Elo.org. Thì cái trang web này á, nó bao gồm những cái cuộc hội thoại thực tế của người nước ngoài. Hội thoại thực tế của người nước ngoài. Thì giống như tôi đã nói ở đây, các bạn sẽ học được rất là nhiều slang, rất là nhiều idiom và tốc độ thực tế luôn. Nó phân ra level nữa. Level này thì cái topic, những cái topic nó sẽ nói về những cái topics nó khác nhau. Những cái chủ đề nó nói sẽ khác nhau. Level 2, 3, 4, 5, 6, 7 ở đây. Thì các bạn sẽ bắt đầu ở level 2 ha, level 2. Rồi, tôi mở lên cho các bạn xem. Thì đây là những cái cuộc hội thoại hội thoại của người nước ngoài. Các bạn bấm vào cái bài thứ nhất đó. When are you welcome? When do you welcome? Ok, when do you welcome? Thì khi bạn bước vào đây á, thì các bạn có thể nhìn thấy đây được cái quốc tịch, cái quốc gia của người mà sẽ có mặt trong cái buổi hội thoại này. Thứ nhất á, thì bạn sẽ giúp tôi đọc một tí xíu ở cái phần grammar và phần quiz này ha. Grammar và quiz này đọc một tí xíu để tìm hiểu qua một tí xíu về grammar và okay. Sau đây cái quiz này các bạn đọc sao? Bạn đọc cái phần grammar này trước. Cái script này ha. Chúng ta có script và chúng ta có audio đây. Ok rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách học như thế nào. Khi chúng ta đã có tài liệu rồi thì cách học như thế nào. Các bạn lưu ý cái bài tập, cái phương pháp mà tôi chuẩn bị hướng dẫn cho các bạn đây. Đây là phương pháp sẽ giúp bạn nâng cao cái kỹ năng nghe của các bạn ha. Đây là bài tập luyện nghe, nói cụ thể hơn, chính xác hơn, đây là bài tập luyện nghe. Thì mỗi bài tập, mỗi kỹ năng nó có bài tập riêng, nó có bài tập khác biệt để luyện kỹ năng đó. Thì đây, cái bài tập mà tôi chuẩn bị hướng dẫn các bạn, đó là bài tập để giúp các bạn nâng cao được kỹ năng nghe của mình. Sẽ có những cái bài tập khác để giúp các bạn nâng cao kỹ năng nói, giúp các bạn nâng cao kỹ năng viết, giúp các bạn nâng cao kỹ năng đọc. Thì có những cái bài tập khác nhau. Còn đây là bài tập mà tôi muốn hướng dẫn các bạn tập trung. Cái video này chúng ta sẽ tập trung nói về kỹ năng nghe thôi. Kỹ năng nghe. Và tôi hướng dẫn bài tập để các bạn làm, cách thực hành để các bạn làm, để củng cố kỹ năng nghe cho các bạn. Ok. Rồi, thì làm thế nào khi chúng ta đã có tài liệu rồi, làm thế nào để luyện kỹ năng nghe? Cái việc thứ nhất tôi muốn bạn làm đó là các bạn hãy giúp tôi đọc hết cái này. Các bạn phải đọc rất nhanh ha, đọc lướt qua thôi ha. Cái từ nào mới thì các bạn giúp tôi tra từ điển ha. Chúng ta sử dụng từ điển Cambridge giống như lúc nãy tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Tôi cũng sẽ để cái đường link của cái từ điển Cambridge các bạn ha. Dictionary.com.org ha. Rồi chúng ta cứ quay lại. Rồi, các bạn thấy bất kỳ một từ mới nào đó thì các bạn vui lòng trao từ điển giúp tôi, đó là bước thứ nhất. Lặp lại, bước thứ nhất các bạn đọc qua sơ lược, sơ khởi, sau đó trao từ điển từ mới. Ok, sơ khởi, sau đó trao từ điển từ mới. Thì những từ vựng ở đây á, thì nó rất là ít từ vựng. Tôi đảm bảo là các bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ một từ mới nào đâu. Nhưng mà khi mà bạn sẽ bất ngờ khi các bạn nghe thì các bạn không hiểu gì hết. Thì đó là lý do chúng ta cần phải học. Từ mới thì không có nhưng mà nghe chúng ta lại không hiểu. Rồi, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, sau khi bạn đã trao từ điển hết rồi đó, thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta sẽ nghe và đồng thời chúng ta sẽ viết lại những gì chúng ta nghe. Nó giống như cái thời cấp 1, cái thời lớp 1, các bạn viết chính tả vậy đó, cô đọc, thì các bạn ở dưới ngồi viết lại, được không ạ? Tại vì sao chúng ta cần phải làm vậy? Tại vì sao chúng ta cần phải kết hợp cái việc viết lại khi mà chúng ta nghe? Lý do đó là khi bạn nghe một cái gì đó, bạn nghĩ rằng bạn có thể nghe được nó, bạn nghĩ rằng bạn đã nghe được nó, nhưng thực chất bạn không nghe được nó một cách chính xác. Thì chúng ta phải sử dụng cái việc viết để đảm bảo rằng chúng ta đang nghe chính xác các bạn ha. Ok. Để đảm bảo rằng chúng ta đang nghe chính xác thì chúng ta hãy viết lại những gì chúng ta
đã nghe. Và sau khi mà chúng ta đã viết lại những chúng ta đã nghe rồi đó, thì cái việc thứ ba chúng ta cần phải làm đó là chúng ta so sánh với cái bản gốc để xem chúng ta đã sai chỗ nào, chúng ta đã nghe sai chỗ nào. Và khi các bạn làm cái việc đó, các bạn làm cái việc so sánh đó đó, ok, các bạn nghe, sau đó các bạn viết lại, sau đó các bạn so sánh với cái bản gốc, thì các bạn sẽ phát hiện ra là mình sai ở chỗ nào. Thì khi mà các bạn phát hiện ra mình sai chỗ nào đó, đó là lúc mà não bộ các bạn nó được học. Có nghĩa là nó được học rằng nó đã nghe sai chỗ này. Và khi mà nó được học rằng nó đã nghe sai chỗ này, thì lần sau nó sẽ tìm một cái cách nào đó, sẽ có một cái cách nào đó để giúp bạn nghe đúng được cái chỗ đó. Có nghĩa là bạn sẽ nhận ra chỗ đó dễ dàng hơn. Ok. Rồi tôi xin nói lại cái cách để chúng ta luyện, để nâng cao cái năng nghe chúng ta. Bước thứ nhất là chúng ta phải viết hết từ vựng, phải tra từ điển. Bước thứ hai chúng ta nghe và viết lại, vừa nghe vừa viết nha. Không nhìn vào, có nghĩa là không nhìn vào cái script này, không nhìn vào script. Chúng ta nghe được gì chúng ta viết ra cái đó. Nghe một đoạn, các bạn lưu ý rằng các bạn nghe một đoạn các bạn dừng lại nha. Giống như thầy cô đọc chính tả thì thầy cô không đọc liên tục, mà thầy cô đọc ngắt quãng, đọc tí xíu xong đợi các bạn viết xong rồi thầy cô đọc tiếp. Thì các bạn nghe xong các bạn viết lại giống như vậy. Sau khi bạn nghe bạn viết lại xong rồi đó, bạn hãy so sánh với các bạn gốc thử xem mình sai chỗ nào. Mình sai chỗ nào thì nghe lại tại sao mình sai. Ok, thì cái bài tập này nó sẽ giúp các bạn luyện kỹ năng nghe của mình. Càng ngày cái kỹ năng nghe của bạn càng tốt hơn với cái bài tập này. Rồi, đó là bài tập luyện nghe. Bên cạnh đó thì các bạn, sau khi các bạn luyện nghe thì tôi cũng muốn các bạn luyện thêm một kỹ năng nữa. Đó là kỹ năng, tôi gọi nó là kỹ năng lưu loát của tiếng Anh ha. Có nghĩa là người nước ngoài họ sẽ nói. Chúng ta sẽ sử dụng tài liệu này để luyện thêm một kỹ năng nữa. Chúng ta không bỏ nó đi mà chúng ta sẽ luyện thêm một kỹ năng nữa. Đó là kỹ năng lưu loát của tiếng Anh. Tôi gọi nó là kỹ năng lưu loát của tiếng Anh. Có nghĩa là người nước ngoài á, họ sẽ nói rất là nhanh. Và khi mà nếu mà bạn nào không quen á, thì bạn sẽ bị chóng, đúng không ạ? Bạn sẽ bị chóng ngọt. Nó giống như cái cảm giác mà bạn nói tôi không hiểu đâu, đừng nói nữa, bạn nói nhanh quá tôi không hiểu đâu. Có nghĩa là cái não bộ của bạn nó không quen với việc đó, nó bị chó ngọt và nó không muốn làm việc nữa. Thì có một bài tập để giúp các bạn làm quen với cái việc nói nhanh của người nước ngoài và bạn không có sợ hãi nữa. Và khi bạn không có sợ hãi cái việc người nước ngoài nói nhanh đó, thì bạn sẽ rất là bình tĩnh, bạn sẽ bình tĩnh để giao tiếp với họ. Bạn càng bình tĩnh thì bạn càng nghe được nhiều hơn, bạn càng hiểu được nhiều hơn. Thì bài tập này thì người ta gọi nó là bài tập, nó mang tên là shadowing các bạn ha. Nó được gọi là shadowing. Shadowing có nghĩa là các bạn lặp lại. Có nghĩa là các bạn nghe được gì thì các bạn lặp lại cái đó. Thì sau khi các bạn đã luyện cái bài tập thứ nhất để luyện nghe rồi đó, thì các bạn sẽ bước qua cái bài tập thứ hai để luyện khả năng lưu loát giúp tôi luôn. Đó là bạn vừa nghe, bạn vừa lặp lại theo nó. Có nghĩa là một lượt luôn, giống như cái việc các bạn nghe bài hát, sau đó các bạn hát nhảy theo vậy đó. Bạn nghe được gì hát nhảy theo đó, không cần biết đúng hay sai các bạn ha. Không cần biết đúng hay sai, bạn nghe được gì thì các bạn cứ lặp lại y chang như vậy, ngữ điệu y chang như vậy. Bạn cố gắng copy chính xác được những gì bạn nghe giúp tôi. Đó, thì cái bài tập shadowing này nó sẽ giúp bạn có một cái cảm giác với tiếng Anh và bạn không còn sợ hãi cái việc người khác nói nhanh nữa, mà bạn sẽ dần dần quen thuộc với cái nói nhanh của người đó. Ok, rồi đó là hai bài tập mà tôi muốn bạn làm. Các bạn có thể tùy chọn level ha, level. Các bạn cảm thấy cái này nó quá dễ thì các bạn bỏ cái này đi, các bạn chuyển sang cái số 3 này. Được không ạ? Rồi. Cũng như những bài tập luyện phát âm thì những bài tập luyện nghe này thì các bạn cũng làm mỗi ngày một bài các bạn ha, mỗi ngày một bài thì nó mất bạn đâu khoảng 30 cho đến 50 phút để hoàn thành xong một bài. Với hai bài tập luyện nghe và bài tập luyện lưu loát thì nó mất bạn khoảng 30 cho đến 50 phút. Cộng với cái việc bạn thực hành phát âm nữa thì nó mất bạn khoảng 1 tiếng rưỡi để học ha. Nếu bạn dành 1 tiếng rưỡi liên tục làm cái việc này trong khoảng thời gian 2 cho đến 3 tháng thì kỹ năng nghe của các bạn sẽ tiến bộ một cách thần tốc các bạn ha. Ok. Rồi, hy vọng rằng bạn sẽ áp dụng tất cả những cái bài tập mà tôi vừa mới chia sẻ cho các bạn. Và chúc các bạn học tiếng Anh tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn.